giải đáp cũng như hướng dẫn một số cái liên quan đến sức khỏe sinh sản của thành viên. Phần thứ hai là một số câu hỏi và những em nào xung phong trả lời thì sẽ có phần thưởng, cũng gần giải thưởng nóng của em luôn. Trước hết về vị thành niên là gì? Thì vị thành niên tức là người sắp đến tuổi trưởng thành, là những em đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ ấu thơ sang trưởng thành trong độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Đây là giai đoạn phát triển đặc biệt mạnh mẽ và phức tạp nhất của cuộc đời mỗi người. Biểu hiện của nó sẽ xảy ra đồng thời một loạt những thay đổi gồm sự phát triển mạnh mẽ về thể chất, rửa biến đổi, điều chỉnh, tâm lý và các quan hệ xã hội. Bước đầu hình thành nhân cách nên xảy ra nhiều về tâm lý, lứa tuổi và có sự thay đổi. Về tuổi vị thành niên được chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 10 đến 13 tuổi, nhóm vị thành niên giữa là từ 14 đến 16 tuổi, nhóm vị thành niên muộn là từ 17 đến 19 tuổi. Thứ hai, vấn đề thứ hai là cái tuổi vị thành niên có ý nghĩa như thế nào? Thì tuổi vị thành niên là một trong những giai đoạn sôi nổi và có lẽ phức tạp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đây là thời điểm mà vị thành niên đảm nhận trách nhiệm mới và tự mình thử nghiệm khám phá khi có mạo hiểm. Các em đi tìm bản sắc riêng của chính mình, áp dụng những giá trị đã được lĩnh hội từ giai đoạn trẻ thơ và phát triển kỹ năng để trở thành những người lớn và có trách nhiệm biết quan tâm đến người khác. Vấn đề tiếp theo đó là về sức khỏe sinh sản và sức khỏe sinh sản vị thành niên là gì? Thì đối với sức khỏe sinh sản là trạng thái khỏe mạnh hoàn toàn hài hòa về mặt xã hội, tinh thần và thể chất trong tất cả những vấn đề có liên quan đến hệ thống. Em hãy cho biết dấu hiệu tuổi dậy thì ở nam giới, hay là ở nam giới khi dậy thì có những dấu hiệu nào? Được chưa? Nam giới đâu, đặc biệt là các em lớp 8, 9 học rồi. Là em nam đâu? Học hết rồi. Nhận phần thưởng đâu? Đấy, có em hay em đây, có sao đây, rồi. Em thấy này là khi chúng ta dậy thì sớm là sẽ bắt đầu dậy thì vào mọc lông. Thì lúc đó cơ thể sinh dục của chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Và khi có dấu hiệu lạ, mình đi đái mà bị rát vùng kín và bị mọc những lỗ lết, là đó là bắt đầu dậy thì. Dậy thì quan niệm của nam giới. Nam giới thì dậy thì vào lúc 18 đến 19 tuổi. Dậy thì hoặc có thể sớm hơn. Em cho người chúng ạ. 18 đến 19 tuổi không, là cái thằng đúng hả? Tốt nhất của nam giới. Em đứng quay mà ngồi xuống. À em Na đâu? Chị Na đại diện em Nam lớp trưởng chị Na đâu? Lớp trưởng chị Na. Ở nữ. Nào, các bạn nữ đâu? Nếu có dấu hiệu dậy thì ở nữ giới đâu? Nào. Em mạnh dạn tự tin lên nào. Đây là một cái buổi học mà giáo dục giới tính để cho tất cả chúng ta chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn mới của cơ thể, đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị làm bố làm mẹ. Mà nếu trong tuổi này mà các em không nhận thức được rõ các cái dấu hiệu, các cái tín hiệu thì rất dễ là chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý, đúng không? Và thậm chí nếu như mà chúng ta dính đến cái việc quan hệ nam nữ thì chúng ta rất dễ là có thai ngoài ý muốn và ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Mời các bạn có ý kiến nào? Rồi, xin mời bạn Linh Nhi nào. Linh Nhi lớp 7C. Em nêu cho cả trường chương trình nhất là dấu hiệu tuổi dậy thì ở nữ giới có những biểu hiện nào? Em thấy là đến kinh nguyệt, đến
À, đến tháng cái chuyện đúng không? Alo. À, như vậy là xin mời thông qua chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo dành chung cho tất cả. Dạ. Dành riêng cho khối 6, cái này thì rất cứ là lớp 6 nào, các em lớp 6 nào. Lớp 6 đâu ạ? 6A đâu ạ? 6A không được đâu ạ? 6A đâu mà không biết giơ tay nhờ? 6C kìa. Wow, 6A, 6C nào? 6C đó. 6B đã một bạn lên rồi, bây giờ còn 6A, 6C đại diện lên nào? Nãy là bạn 6B rồi, bây giờ 6C có A đâu nhờ? HIV lây truyền qua những con đường nào? Nào. Đâu rồi nhờ, em nào, giơ tay, mày đặt giơ tay cao nào. Em nào, nhanh nào, giơ tay rồi, mời em, đâu rồi, em nào, đợi em nào. Để em. Đó, lên nào, giơ tay lên, cần trước, đi. Nhanh em, lên nào. Rồi, em cho biết, bệnh HIV lây truyền qua những con đường nào? Đây rồi. Bệnh HIV lây qua đường nhẹ sang côn, đường tình dục với cả đường lý. À, như vậy là em biết gì nhỉ? À, chính ta. Bạn Đạt trả lời là rồi, cảm ơn lớp 6. À, vâng. Độ tuổi vị thành niên ạ. Từ bao nhiêu theo quy định ạ? Rồi. Nào. Dạ vâng, mấy em. Thầy cô giáo em sẽ là các bạn em Bảo học sinh lớp. Em thưa thầy cô giáo, em là học sinh Bảo lớp 7C ạ. À, 7C, bạn Bảo lớp 7C rất xứng đáng nhận phần quà. Nhân gia đình sửa đổi hiện nay thì quy định độ tuổi kết hôn là bao nhiêu ạ? Đối với nam và nữ ạ? Sao? Nam và nữ ạ? Kết hôn 3 nữ. Rồi, mời bạn lớp ưu tiên 6A rồi, 6A bây giờ 6A chưa theo cho tay ạ? À, không dơ đấy chứ. Độ tuổi kết hôn nào? À, rồi em, mấy em, đúng rồi em. Em Đây, 6A. Rồi, tinh thần vận kiện rất tốt. Hiện đã trả lời nhận phần quà rồi, đúng không? Rồi, rất tốt, tinh thần rất tốt. Giá là từ 20 tuổi trở lên, giá là 18. À, như vậy là đối với nam giới là từ 20 tuổi trở lên, còn nữ giới là từ 18 tuổi lên theo quy định là được quyền kết hôn, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn em đã nhận được phần quà những gì. Để phát nào. Rồi, vâng, mời em nam 7C nào, mời em. Đây. Rồi, lớp 7C chúng ta chưa được học nhưng mà qua cái thông tin tốt đúng không? Thì các em rất tìm hiểu về cái chúng ta phải sẵn sàng nghe rồi. Rồi em trả lời nào, có những biện pháp phòng tránh thai như thế nào? Em thưa thầy là đeo bao cao su ạ. À, đeo bao cao su đúng không ạ? Bao cao su, rồi bao cao su là phần thưởng rồi. Cứ biết bao cao su là phần thưởng rồi. Đó, mời chúng ta nhận quà. Em nhận quà cho chúng ta đó. Kết hôn sớm. Cái này dành cho khối 8, khối 9 nào? Làm thế nào, làm cách nào để phòng ngừa kết hôn sớm nào? Nào, mời em nào trả lời chọn nhận câu này thì tất cả những phần quà đang ở trên công an sẽ trao hết luôn ạ.
Câu cuối cùng đó. Đó là tên là câu này, phần quà sẽ trao hết luôn ạ. Trao hết luôn, tất tất toán luôn. Là tên nào được phần người tiêu thụ sớm ạ. Đối với lớp 8, lớp 9 này, rất nhiều lớp của câu tất toán. Lớp 8, 6, lớp 9 là ở hết rồi, nhiều nơi hết rồi. Thì đến làm phần người này. Nào. Là tên nào ạ? Tất toán. Lớp 8, lớp 9 là được. Nào. Xin mời lớp trưởng lớp 9C. Lớp trưởng 9C đi trả lời. Em lên thầy và cô giáo và các bạn học sinh ạ. Là xây dựng tình bạn trong sáng, tích cực trong sáng lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe. Không tham gia các cảm ơn em nha. Như vậy cái chương trình